Khi bắt tay vào làm một việc, không ai muốn mắc lỗi lầm. Nhưng khi đã hoàn thành rồi, thì chúng ta mới biết sai lầm là tại vì sao. Vì vậy, lỗi sai tồn tại như một điều hiển nhiên. Nếu không ở nơi này vào thời điểm này, thì ắt sẽ ở nơi khác vào một thời điểm khác. Sẽ không dễ dàng để chia sẻ đi mảnh ghép câu chuyện của mình với mọi người, nhất là khi những mảnh ghép ấy bản thân nó đã đủ vết nứt. Vì vậy, chủ đề của số radio hôm nay sẽ là khi chúng ta nhìn một bông hoa mà thấy cả vũ trụ, nhìn một giọt nước mà thấy cả đại dương, và nhìn một điều sai lầm, thấy cả một bầu trời khoan dung. Chúng ta ai cũng từng phạm lỗi lầm. Thuở nhỏ có những lỗi lầm rất nhỏ, dễ dàng bỏ qua. Nhưng khi lớn lên, có những sai lầm mà không thể có cơ hội để sửa sai nữa. Quả thật, quan điểm này chỉ đúng một phần. Với chủ đề xóa ngày hôm nay, Book Academy sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện về những nhân vật đã từng đáng sợ, nhưng cũng thật đáng thương và đáng trân trọng, cùng với những góc nhìn tích cực hơn về những lỗi lầm. Nhân vật chính của chúng ta là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực điêu khắc gỗ, một người hạnh phúc bên mái ấm đủ đầy. Thoạt nhìn, cuộc sống đang diễn ra hiện tại của anh thì ít ai có thể nghĩ về một quá khứ bấp bênh, vào tù ra tội. Phạm tội và bị truy nã với anh là những thứ anh có, mà không nhiều người dám có. Hồi nhỏ, anh vốn không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Anh không được sống trong tình yêu thương và sự dạy dỗ đàng hoàng khi phải sống cùng người cha dượng. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nhiều mồ hôi và nước mắt, lang thang khắp bến tàu để xin cá rồi đem bán kiếm cớ mưu sinh. Không xin được, đồng nghĩa là sẽ bị đòn roi. Vốn đã không được yêu thương tại nơi mình sống, thì mình sẽ tự tạo cho mình sự yêu thương. Năm lên 9, anh rời bỏ vùng quê nghèo, lên đường và chỉ nghĩ là mình sẽ chạy thật xa khỏi cái nơi đó. Thế nhưng, khi phải nghĩ tới miếng cơm manh áo ở độ tuổi mà người ta còn được vui, được chơi, anh buộc phải chọn con đường bảo cô, bảo kê. Điều gì tới rồi cũng tới, anh không thể thoát khỏi vòng khuôn của pháp luật. Vào tù rồi lại ra tù như cơm bữa. Tới khi quyết định lưu lạc nơi đất khách quê người, anh đã học được nghề làm gỗ. Anh tự nhủ, quá khứ là thứ tôi luyện anh của ngày hôm nay, hai bàn tay trắng lập nghiệp, vòng tuần hoàn của cuộc sống mới chưa bao giờ là muộn. Nhân vật thứ hai của chúng ta cũng phải gánh chịu những biến cố ngay ở độ tuổi lên 8, lên 10. Vốn là một người phụ nữ mỏng manh, lại được nuôi nấng trong sự thiếu thốn về mặt tình cảm của một gia đình ngủ thê thất thiếp. Tâm hồn cô vô hình chung đã tạo nên muôn vàn những vết sẹo, vết cắt mà không thể nào trở lại như lúc ban đầu. Nhìn cảnh các con riêng của ba được ẵm bồng chăm sóc, nghĩ đến mình đến các em, tôi thật uất ức. Cớ sao tôi phải đi ở đợ hết nhà này đến nhà kia, rồi bị dụ dỗ sàm sỡ, suýt nữa bị hãm hiếp. Càng nghĩ tôi càng oán hận ba. Ý nghĩ phải lấy cắp tiền của ba để bù đắp những năm tháng đói lạnh lớn dần trong tôi. Trích hồi ký tâm sida vượt lên cái chết. Cũng chính cơm áo gạo tiền và suy nghĩ cho các em trong gia đình đã đưa đẩy cô buôn bán thuốc phiện. Chỉ tới khi bị rơi vào vòng lao lý, gia đình bắt đầu quan tâm nhiều hơn, nhưng tiếc là muộn rồi. Sau này khi tại ngoại, một phiên bản mới trong cô, bao dung và độ lượng, cô không muốn thấy những đứa trẻ giống mình bị bỏ rơi, bị chìm vào trong lạc lõng rồi mới được yêu thương. Hai con người, hai thế giới, nhưng họ lại vô tình giống nhau ngay từ vạch khởi đầu. Đó là những khiếm khuyết từ chính gia đình, một tuổi thơ mà không ai muốn nghĩ tới, để rồi trong một phút yếu lòng không thể chiến thắng được số phận, họ lầm đường, lạc lối. Tâm hồn của một đứa trẻ không phải tự nhiên được hình thành, đó là cả một quá trình nuôi dưỡng từ gia đình, từ nhà trường và từ xã hội. Giả mà những người cha, người mẹ ấy có những tấm lòng cao cả, như trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Edmondo de Amicis, bố mẹ của Enrico, nhân vật chính trong câu chuyện, đã dạy cậu bé rất nhiều điều, từ việc sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương những mảnh đời nghèo khổ, hay là việc truyền cho con một tình yêu nước sâu sắc. Trong bức thư gửi con với câu hỏi tại sao con yêu đất nước, ông Bottini đã kết thúc bức thư rằng:
Giá một ngày nào đó, bố thấy con từ một trận chiến đấu vì tổ quốc mà trở về, bình yên vô sự. Nhưng lại biết rằng con, dòng máu và là đứa con thân yêu của bố để bảo toàn tính mạng đã trốn tránh nguy hiểm, thì bố của con, ngày nay, mỗi lần con đi học về, bố đón con với một tiếng reo vui. Lúc ấy, bố sẽ đón con với một tiếng nấc đau đớn. Bố sẽ không còn có thể yêu con được nữa và bố sẽ chết với nhát dao găm ấy đâm vào tim. Ông mong muốn con của mình phải hành động như một người có giáo dục, có văn hóa, bởi vì đấy chính là cách để tôn trọng quê hương mình. Quay trở lại với câu hỏi ở trên, điều gì đã khiến cho một người chuyên đi bảo kê đòi nợ hay một người nghiện ngập hoàn lương quay trở về con đường hướng thiện? Mình gọi đây là một cái duyên do ông trời sắp đặt, đó là sự bao dung của tạo hóa và của chính chúng ta. Mặc cho con đường sửa chữa lỗi lầm với họ rất chông gai, nhưng với một lòng hướng thiện, một thái độ thành khẩn, họ xứng đáng được tha thứ. Họ đã dũng cảm nhận lỗi lầm, ra sức giằng xé và chiến thắng bản thân, với lấy chiếc phao cuối cùng để được trở thành những con người lương thiện, tử tế. Chỉ cần bạn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn thì mọi việc đều được giải quyết. Như ông Origins Webmarden cùng với những chia sẻ trong quyển sách Bạn có thể nhưng bạn dám không của mình, ông nói: thất bại ở đâu, chúng ta đứng lên ở đấy. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, cũng chẳng điều gì là giới hạn của bản thân cả. Hãy đi tìm chính bản thân mình. Ngay lúc này, chúng ta luôn bị thôi miên bởi nỗi sợ hãi và lo lắng. Khó khăn hơn cả là hầu hết chúng ta có những lời tự nhủ quá yếu ớt, lời kêu gọi nơi chúng ta quá yếu nhược và không kiên định, đến nỗi nó chẳng tạo ra ấn tượng gì đánh động đến những năng lượng sáng tạo. Nó thiếu sức mạnh truyền những khát khao trở thành hiện thực. Nếu chúng ta muốn sống tốt, chúng ta phải giữ thái độ lạc quan và hy vọng. Tâm trí ta sẽ không bao giờ có thể chạy tới những nơi tuyệt vời nếu như luôn nghĩ về những điều tiêu cực. Cách duy nhất để thay đổi cuộc đời là bước ra khỏi những nỗi sợ hãi đã từng ám ảnh tâm trí ta và đánh thức điều thiện lành trong trái tim mọi người. Ngay từ lúc này, hãy nghĩ xem bạn muốn làm điều gì nhất, tin tưởng bạn có thể làm được và bắt tay vào thực hiện. Kiên trì nỗ lực từng chút một, rồi một ngày nào đó thực tại sẽ chứng minh rằng bạn có thể. Bởi vì có những câu chuyện trong quá khứ chứng minh rằng bất cứ khi nào bạn bị dồn vào thế bí, cuối cùng bạn cũng giải thoát được bản thân theo cách mà mình không ngờ tới. Mọi chúng ta, ai cũng đều mang trong mình một hạt mầm lương thiện. Sẽ có người có khả năng tự bản thân chăm bón nó trưởng thành, nhưng cũng có những người vì rất nhiều lý do mà hạt mầm ấy vô tình bị vô hiệu hóa và đang đợi sự đánh thức bằng tình yêu thương và sự tử tế. Theo nghiên cứu khoa học, khi bạn làm một việc tử tế, nồng độ dopamine trong não bạn sẽ tăng lên, tạo cho bạn một cảm giác hưng phấn tự nhiên. Người ta gọi đó là cảm giác ấm áp trong lòng. Với việc thúc đẩy tạo ra hormone oxytocin trong não và khắp cơ thể, nó giúp giải phóng acid nitric trong mạch máu, từ đó mở rộng các mạch máu, giảm huyết áp và bảo vệ trái tim bạn. Bên cạnh đó, oxytocin sẽ giảm mức độ hình thành các gốc tự do cũng như sự viêm nhiễm ảnh hưởng đến tim mạch. Đây là hai thủ phạm làm bạn lão hóa. Vì vậy, người tử tế thường rất tươi trẻ cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tại sao chúng ta không thử sống tử tế hơn với những người xung quanh và với chính bản thân mình? Lỗi lầm trong quá khứ của hai nhân vật, đó là những câu chuyện đã qua và chính những nhân vật trong cuộc, họ đã có những hành động để phần đổi thay chính quá khứ và vun đắp thực tại. Cách tốt nhất để được ban phúc và quên đi khó khăn của bản thân chính là giúp đỡ một ai đó. Sai lầm có thể sửa chữa, vậy sao ta không thử một lần tha thứ và tử tế với nhau? Đừng vui quá sẽ đến lúc buồn, đừng quá buồn sẽ có lúc vui. Tiến bước mà đánh mất mình, con ơi dừng lại, lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Hãy hân hoan với điều nhân nghĩa, đừng lạnh lùng trước chuyện bất nhân. Và hãy tin vào điều có thật, con người sống để yêu thương. Trích bài thơ gửi con, tác giả Bùi Nguyễn Trung Kiên.